Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đường để đi đến Niết Bàn được gọi là Bát Chánh Đạo. Được gọi là Bát Chánh Đạo bởi vì nó có tám ngành. Có chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái cuối cùng, cái được xếp cuối cùng là chánh định. Bởi vì nếu mà một người mà phát triển được định mạnh thì người đó sẽ phát triển được những cái chi kiến thuộc về những cái pháp chân đế, có thể thể nhập được với chánh chi kiến và có thể đi được đến chánh giải thoát. Đấy, cho nên là một người cần phải có chánh kiến, là có cái sự hiểu đúng, thì sau đó thì mình đó mới có sự thực hành đúng. Cái sự thực hành đúng nó sẽ đưa đến cái sự chứng ngộ đúng. Vậy thì cái chánh định nó sẽ phát triển cho cái vị đó đi vào một cái chánh trí. Cái chánh trí và cái chánh trí là đi đến cái sự chánh giải thoát. Mà muốn phát triển được chánh định, mà chánh định ở đây có nghĩa là tu tập tất cả các cái pháp môn về thiền định. 40 đề mục thiền định đều được gọi là chánh định. Hoặc là một người người ta tu thực hành một cái pháp thiền tuệ thì cũng phải trải qua cái giai đoạn chánh định. Đó được gọi là sát na định. Thì một người chứ không có một cái trí tuệ nào, không có một cái tuệ giác nào mà thiếu được cái định. Cái tuệ nào nó cần có định. Người tu trực tiếp vào thiền Vipassana thì người ta vẫn phải phát triển chánh niệm. Từ cái chánh niệm đấy nó sẽ tạo thành một cái chánh định thuộc về sát na định hoặc cận hành định hoặc an chỉ định. Và trải qua những cái mức định đấy sau đó mới chuyển thành trí tuệ, mới có thể quán chiếu được các cái pháp chân đế. Quán chiếu được pháp chân đế mới đi đến giác ngộ. Thì con đường nào cũng phải đi qua chánh định hết. Thì muốn thực hành được chánh định thì vì đó cần phải chọn một cái đề mục thiền định. Sau đó vì nó có một cái niềm tin, tin vào cái đề mục thiền, tin vào cái sự chứng đắc của mình, tin vào cái khả năng của mình có thể thành tựu được, có thể tu tập được cái đề mục này. Có tinh tấn, có chánh niệm, có tinh tấn niệm thì sẽ có chánh định, có tuệ. Và trong khi đó có khi mình phải quân bình các cái đắc chi, chánh pháp đắc chi, tinh tấn đắc chi, ỷ đắc chi. Đấy là ba cái đắc chi mà khi nào cái tâm thực hành thiền của mình nó mà giải đãi thì mình khởi lên ba cái đắc chi: chánh pháp, tinh tấn, ý. Khi nào cái tâm của mình nó trở nên phấn chấn quá thì cần phải thực hành ba cái đắc chi, đó là khinh an, tịnh tức là định và xả. Khinh an, định, xả thì nó sẽ giảm bớt cái tinh tấn, đã làm cho cái tâm được thư giãn. Trong đó muốn phát triển được những cái pháp như là cái pháp xả thì cái vị đó cần phải khởi lên các cái nhân của nó. Mình muốn phát triển được tinh tấn, mình phải khởi lên cái nhân nào sinh ra tinh tấn. Nên mình phải khởi lên cái tâm như là nghĩ về sự chết cho nó có sự gấp rút thì nó có tinh tấn. Muốn phát triển hỷ thì mình cần phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì nó phát triển được cái hỷ. Là muốn phát triển về chánh pháp có nghĩa là mình phát triển về tư duy, về trí tuệ, mình đặt các cái câu hỏi làm sạch nội ngoại xứ, cho cái trí tuệ của mình nó phát triển.
Muốn có khinh an thì mình cần phải thả lỏng, thư giãn, nhẹ nhàng. Còn muốn có cái tâm sạch thì mình phải giữ cái tâm quân bình, trung bình. Bây giờ mình sẽ xem lại cái phần chuyển pháp luân một lần, sau đó sẽ tiếp tục vào bài hôm nay. Lúc mà hành thiền mà giữ được cái tâm xả, cái tâm xả của mình nó không có dính mắc vào bất cứ một cái gì, nó là cái trạng thái mà quân bình nhất, thì là sẽ có được cái tâm mà nó an ổn nhất. Cứ giữ được cái tâm xả, cái tâm an ổn nhất, kể cả là cái cuộc sống thường nhật hàng ngày mà mình có cái tâm xả thì mình cũng sống nó cũng an ổn. Và trong cái lúc mình hành thiền mà giữ được cái tâm xả nó cũng an ổn, mà giữ được cái tâm xả thì cái pháp nó lại tiến bộ nhất trong tất cả những cái pháp ấy. Bởi vì là khi mà giữ được cái tâm xả là cái vị đó đã chạy, phải là một cái người đã có được một cái kinh nghiệm cao là mới giữ được tâm xả. Còn người sơ cơ rất khó mà phát triển được tâm xả. Tâm xả là cái tâm mà mình không quá là chấn chân, mà mình cũng không giải đãi, giữ cái tâm mà nó thản nhiên an ổn nhất. Thế bây giờ làm sao để giữ được cái tâm xả này? Nó là phải biết được những cái nhân lực sinh ra các cái tâm xả. Có năm pháp sinh khởi tâm xả: giữ tâm xả đối với các loài hữu tình, giữ tâm xả đối với các hữu tình. Các hữu tình đây có nghĩa là người và tất cả muôn loài. Là ví dụ như có một cái người nào đó mà không tốt thì mình cũng đừng khó chịu, đừng soi mói, thì nó mới giữ được tâm xả. Còn nếu mà mình mà hay soi mói người khác, mình quan sát lỗi lầm của người ta, mình thích để ý cái tính xấu của người ta, thì mình chỉ có khởi lên cái tâm gì nữa? Tâm ghét. Tâm ghét là tâm gì? Tâm ghét là tâm sân. Vậy thì mình lúc đấy mình cần phải thản nhiên, con người ai mà chẳng có nỗi, con nỗi lầm chuyện bình thường, ai chẳng có tham sân si, ai mà chẳng có cái tính tốt tính xấu. Người xấu mới cũng có tính tốt, đừng quan tâm tính xấu người ta. Người tốt mới lại có tính xấu. Vậy thì đối với những người tốt cũng đừng có tán thán quá, đừng có bị dính mắc quá với những người có tính tốt. Đây là cái nhà tâm sản. Thấy ai có tính tốt lúc nào cũng ca ngợi, lúc nào cũng khen,
lúc nào cũng tô điểm thêm, thì lúc đấy nó sẽ bị vướng vào cái tâm dính mắc. Đấy là giữ cái tâm sạch. Và người tốt mấy thì cũng có lúc sẽ có tính xấu, cũng có lúc có tính xấu hết. Chẳng ai là hoàn hảo hết, chứ được Phật các bậc A-la-hán vẫn còn có tập phí hỗn trì này. Những người bình thường làm sao mà không có lỗi nhầm được. Thế cho nên người tốt mấy cũng có những cái dở, người lớn mấy cũng có cái tốt. Quán chiếu như vậy để giữ tâm sản, giữ tâm sản đối với các loài hữu tình. Tất cả những loài hữu tình có những loài ưa, loài ghét, cũng không nên quý. Đấy là về đối với người, cả đối với cái loài vật cũng vậy. Không nên ghét con gì quá, không nên quý con gì quá, không cưng con gì quá, không ghét con gì quá. Đấy là giữ tâm sản. Hay là có người nào trong cái lúc mình đang thực hành, có người nào đó mà làm những cái việc quá lợi ích cho mình thì mình cũng vẫn phải giữ tâm sạch chứ không được dính mắt. Hoặc là có cái người nào đó luôn luôn chống đối mình cũng phải giữ tâm sạch, không khởi tâm sân mất. Nên là giữ tâm sạch với hiện tình, giữ tâm sạch đối với các hành. Các hành là cái gì? Là các hành động. Các cái hành động đây là các hành, ví dụ như là khi mình gặp những chuyện vui thì mình cũng phải giữ cái tâm sạch. Mình gặp một cái lợi ích gì đó, mình cũng phải giữ tâm sạch, đừng bị cuốn hút theo cái lợi đó. Hay là mình gặp một cái hoàn cảnh mà suy vong, mình gặp nhiều cái bất hạnh, mình gặp nhiều cái gì đó nó không được như ý, thì mình cũng phải giữ tâm sạch. Giữ tâm sạch này, và đối với lại các cái hành động cũng phải giữ cái tâm sạch. Mình đừng nghĩ là mình đang làm việc tốt ấy. Mình cũng đừng có quá là để tâm đến những cái việc tốt nhiều quá. Ví dụ như là mình thấy mình đang làm việc tốt quá thì mình cũng giữ tâm sạch. Tất cả các cái việc gì nó cũng là vô thường. Hay là mình có chẳng may mình có làm những cái việc gì đó lỗi lầm thì mình cũng phải buông sạch, mình cũng không có khởi lên cái tâm hối hận nhiều quá. Có cái gì đó mà nó sai trái gì đó mình cũng phải giữ tâm sạch. Mình không có dằn vặt, không có sầu bi, không có quá là tỏ ra hối hận. Đấy là giữ tâm sạch. Cái gì nó cũng là vô thường, tốt cũng là vô thường, xấu cũng là vô thường. Những cái hành, các cái hành của mình nó cũng có lúc tốt, có lúc nó xấu. Tốt với người này, nó xấu với người kia, chuyện đó là chuyện bình thường. Đấy cũng là giữ cái tâm sạch như vậy để không bị dao động thì đối với cái chuyện được và chuyện mất, chuyện hơn và chuyện thua, chuyện yêu và chuyện ghét. Đấy là những cái thứ đấy mình phải coi nó là vô thường, giả tạo, không thật, không chấp trước. Nên giữ tâm sạch đối với những các hành. Tránh người luyến ái, tức là cái người mà có nhiều cái đấy, ví dụ như là một cái người thân của mình đấy, là mình hoặc là nhất là những cái người mà yêu thương đấy, thì là phải tránh. Chứ còn nếu mà gần người mà yêu thương thì làm sao mà giữ được tâm sạch. Tâm sạch ái luyến về nam nữ, ái luyến về người thân, ái luyến về bạn bè. Nếu mà ở gần với một cái người mà quá thân ái, có sâu nặng về tình cảm quá là cái tâm nó sẽ bị dính mắc, bị quan tâm nhiều, mà nó cũng sẽ làm cho cái tâm đấy bị động, không thể nào nhất tâm được, không thể nào chú tâm được. Ví dụ như là ở đâu mà mình mà muốn thực hành được thiền định thì mình phải tránh xa cái người mà mình quá yêu quý, quá thân thiết. Người quá thân thiết, quá yêu quý thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự đến cái tâm của mình, tâm mình không định tĩnh được. Tránh người nên thân cận người có tâm sạch. Vậy thì mình phải thân cận với cái người mà không có sân hận nhiều, tức là cái người nào mà cái tính thô lỗ hay sân hận cọc cằn hỏng thì cái người đấy mình không thể thân cận được. Thân cận người đấy mình sẽ phiền não,
hay là cái người nào mà lại quá là quan tâm, quá là quan tâm đến nhau, tình cảm mới gặp nhau vài ngày đã trở thành thân thiết, không rời nhau được, thì cái người đấy lại là người nguyên ái. Vậy thì phải giữ cái thân cận với người có tâm sạch, là cái người đấy không có sinh sự với ai, nhưng mà cũng không có không có khởi cái tâm quá là thân mật với ai, những cái tâm nó vừa vừa như vậy, nên đấy là người có tâm sạch. Nghĩa là cái người có tâm sạch thì chỉ cần quan tâm sơ sơ, còn cái người mà quá là cái tình cảm bắt đầu gặp nhau một tí là hỏi đủ mọi chuyện về tổ tông, rồi là về quá khứ, về tương lai, quan tâm đến quá nhiều những cái khía cạnh, những cuộc sống riêng tư. Hiện nay thì là cái người có bị dính mắc, mà còn người có tâm xả thì chỉ cần quan tâm đến cái hiện tại này, chẳng cần biết ông quá khứ như thế nào, từ đâu đến đây, biết là đến đây gặp nhau thì chỉ cần quan tâm cái cuộc sống hiện tại này để hỗ trợ nhau những cái gì cần thiết, còn quá khứ như thế nào không cần phải điều tra quá, tương lai như thế nào cũng chưa cần bận tâm. Đấy thì là cái người như vậy là có tâm xả, tâm xả là cái người vừa vừa quyết tâm đối với xả, nên mình phải quyết tâm giữ cái tâm xả đấy, quyết tâm phát triển cái tâm xả đấy, quyết tâm sống với cái tâm xả đấy, sống được với cái tâm xả thì là cái tâm an ổn nhất, sống với cái tâm xả là cái tâm yên vui nhất, cái tâm cao thượng nhất, và giữ được cái tâm tự tại và có thể phát triển được các cái pháp thượng nhân là dễ nhất đối với người nào mà giữ được cái tâm giả này. Đấy, tâm giả này là cái tâm rất là khó, nhưng mà nếu ai mà có được cái tâm giả thì người đó rất là bình thản, rất là an ổn, rất là yên vui, và người đó thực hành thiền rất là tiến bộ rất là nhanh chóng, rất là nhanh được người có tâm giả. Nếu mà là một cái người, nếu như trước đến giờ mình đang là một cái người có nhiều tình cảm, thì bây giờ mình phải giữ cái tâm sạch bằng cách mình trở nên hơi lạnh lùng một tí, hơi lạnh lùng một tí thì nó sẽ quân bình lặng. Còn trước đến giờ mình vốn là một cái người có nhiều cái tâm hay để ý soi mói người khác, thì bây giờ lại phải cái tâm nó hơi hoan hỉ với mọi người một tí, thì nó sẽ quân bình lặng, không tránh rơi vào hai cực đoan quá yêu và quá ghét. Vậy thì tâm xả nó là cái tâm không quá yêu và không quá ghét. Vậy là hiểu tâm xả rồi nè. Trong khi hành thiền, cái gì là quan trọng nhất? Biết cái gì là quan trọng nhất không? Chánh niệm là quan trọng nhất. Thế đối với cái phát triển được cái định thì chánh niệm là quan trọng nhất trong các cái yếu tố đấy. Chánh niệm là quan trọng. Có chánh niệm thì tâm sẽ được quân bình, có chánh niệm thì các triển cái không khởi lên, có chánh niệm thì vọng tưởng sẽ hết, có chánh niệm thì sẽ đạt được chánh định. Chánh niệm rất là quan trọng nhất. Chánh niệm có nghĩa là tâm của mình nhớ đến một cái đối tượng đấy liên tục, đấy là chánh niệm. Bây giờ mình muốn phát triển được cái gì thì cái tâm của mình nó phải hướng về cái đấy mạnh mẽ, cái tâm của mình nó bị cuốn hút về cái đấy mạnh mẽ, giống như là một cái đứa học sinh nó đi học, cái tâm của nó lúc nào cũng nghĩ đến bàn, nhớ nghĩ đến đam mê. Người mà chơi thể thao, cái tâm của họ lúc nào nó nghĩ đến thể thao, nó trở thành đam mê, lúc nào nó nghĩ đến cái đối tượng này. Và khi mà đam mê cái gì thì phát triển cái đấy rất là nhanh. Còn cái chánh niệm là cái người hành thiền, tâm lúc nào phải để đến cái đối tượng hành thiền của mình. Thì nó có gọi là đam mê hành thiền không? Đam mê hành thiền trở thành đam mê. Thì cái trong hành thiền thì không có dùng cái từ đam mê, vì đam mê nó dùng cho cái pháp gì đó là hạn nghiệp, nó tính mắc tham ái. Còn hành thiền ở đây thì gọi là chánh niệm.
gọi là chánh niệm, và cái người đó sẽ luôn luôn giữ cái niệm đấy. Bởi vì là cái đam mê thì nó dùng cho những cái tâm tham, tham nó dính, nó tự động nó dính mắc. Còn những cái pháp thiện ấy, thì nó không có khởi lên tâm tham được. Pháp thiện nó không khởi lên tâm tham, mà nó chỉ có cái sự tác ý. Do mình có tác ý đến các cái thiện pháp đấy, rồi là mình có cái chủ động giữ cái pháp đấy ở trong tâm mình, thì là nó duy trì được cái pháp đấy, là chánh niệm. Chánh niệm thì mình luôn phải có cái tác ý đến thì nó mới khởi lên, chứ nó tự động, mình bảo để tự động cho nó đam mê như những cái dục vọng của thế gian ấy, thì nó không có đam mê như vậy. Mà cái đam mê kia thì nó là cái sự thiêu đốt, còn cái chánh niệm này nó là cái sự an ổn. Khi mà mình hướng tâm đến những cái đề mục thiền tâm nó rất là an ổn, nó không có bị thiêu đốt như là những cái vọng tưởng ở thế gian. Vọng tưởng ở thế gian càng khởi lên thì mình giống như là mình bị cuốn hút vào đấy, giống như người khác uống nước mắm nó càng khác thêm. Còn đối với cái chánh niệm thì nó không thế. Đối với chánh niệm thì lúc nào nó cũng an ổn, lúc nào nó cũng mát mẻ, lúc nào nó cũng tự tại. Đấy là chánh niệm. Chánh niệm, niệm có nghĩa là ghi nhớ. Ghi nhớ, lúc nào cũng phải ghi nhớ đối tượng. Đấy là chánh niệm. Thì chánh niệm là quan trọng nhất, có nghĩa là người nào giữ được chánh niệm thì người đó sẽ có được chánh định rất là nhanh chóng. Còn người nào mà bị cái tạp niệm nó xen vào thì người đó sẽ cái phát triển cái định nó sẽ yếu. Làm sao mà biết có chánh niệm? Khi mà cái tâm của mình chánh niệm trên đề mục liên tục thì cái chánh niệm nó đi vào chánh định, nó sẽ đi vào chánh định, tức là chánh niệm được duy trì liên tục nó đi vào định. Như mình ngồi thiền một tiếng mình giữ chánh niệm liên tục một tiếng, hai tiếng chánh niệm hai tiếng, ba tiếng chánh niệm ba tiếng. Đầu tiên chánh niệm trên hơi thở, khi nào nó có tượng tướng mình chánh niệm trên tượng tướng, chánh niệm trên tượng tướng liên tục thì mình sẽ đạt thiền. Rất đơn giản, đối với các thiền định là chỉ thế, mình chỉ ghi nhớ cái đối tượng liên tục là nó đạt thiền. Còn một người đạt thiền thì phải làm sao để biết được người đã đạt thiền? Nếu đang sơ thiền làm sao mình biết được mình đã đang sơ thiền? Thì cái này, cái quan sát tâm niệm Phật, nimitta và vọng tưởng thì người đó biết. Khi mà cái người đấy hướng tâm xuống vùng trái tim và thấy nimitta nó xuất hiện ở trong trái tim thì mình biết là mình đã được sơ thiền. Còn lúc đầu thì mình hướng xuống mình không thấy nimitta, mình phải phân biệt được nimitta khác, tâm khác. Cái người mà đáp được thiền thì người đó sẽ phân biệt được tâm nó sinh ở đâu, nó đang hướng về đâu. Mình thấy được căn, thấy được tâm và thấy được cảnh, muốn hiểu được tâm nó ở đâu. Cái này, cái người hành thiền đến cái giai đoạn này là người đó sẽ thấy được tâm. Còn người bình thường khác mình chưa có thấy được tâm. Thấy tâm không phải là kiến tính đâu. Kiến là thấy, tâm nghĩa là tánh. Một số người thì người ta bảo là thấy tâm là thành Phật, nhưng mà thấy tâm này chưa thành gì hết. Thấy tâm này mới chỉ là một người có được một chút định thôi, có được chút định chưa thấy tâm. Và cái lúc đấy, cái người nào mà có cái quan niệm rằng là tâm ở trên bộ não, cái người đấy sẽ không thể nào thấy được tâm. Cái người nào phải có, và cái lúc này cái người này mà quan sát sẽ thấy tâm nó ở tim. Tâm là gì? Tim, chứ tâm không trên não. Vậy thì người này muốn thấy được tâm thì người này phải hướng xuống tim. Mình mới thấy được có một cái dòng tâm nó sinh khởi ở tim, hút lên, hút lên trên, hút ngược lên trên hơi thở. Đấy là tâm, tâm nó an trú ở trong cái trái tim của mỗi người. Nó có một cái nhúm máu, nó nằm ở trong, có một cái phần nó rộng, nó nhỏ xíu ở trong giữa trái tim ấy, và nó có một chút máu, có một bằng một cái giọt máu đó, nó nằm ở trong đấy. Và cái tâm hữu phần của nó nương vào cái đặt, nương vào cái tâm cơ ấy, nó sinh khởi. Còn các cái tâm khác, ví dụ như nhãn thức thì nó nương vào cái sắc thần kinh của mắt, nó là nhãn tịnh sắc, nó sinh khởi. Nhĩ thức thì nó nương vào cái sắc của thần kinh của tai,
Cũng như vậy với mũi, lưỡi, còn thân thì nó nương vào cái thần kinh của thân, còn ý thức thì nó phải nương vào cái thần kinh, vào cái sắc trái tim, nó gọi là sắc trái tim. Cái sắc trái tim nằm ở giữa trái tim. Vì lúc đấy cái sắc trái tim, cái tâm này nó rất là sáng, sáng rực rỡ. Nhưng mà cái người nào mà phải đắc định rồi thì cái tâm nó mới sáng lên. Còn cái người nào không hành thiền thì không đắc định, cái tâm nó không có sáng, nó không phát ra ánh sáng. Còn cái người nào mà hành thiền có được cái định rồi thì tâm nó phát ra ánh sáng, sáng rực rỡ. Và lúc ấy mình nhìn xuống cái tim một cái, mình sẽ thấy cả những cái dòng tâm thức nó khởi lên liên tục nó dội lên. Cái tâm của mình nó rộng lớn, nó tỏa sáng, nó vô biên bất tận. Cái tâm này nó chỉ ở trong một trái tim này thôi, nhưng mà cái người ta có thể mở rộng cái ánh sáng của tâm ra khắp không gian này. Mình có thể mở rộng cái ánh sáng để mình chụp được cả cái trái đất này. Mình có thể mở rộng cái ánh sáng đấy đi, mình có thể thấy được rất nhiều các thế giới. Đấy là cái tâm của mình nó như thế đó. Mình có thể mở rộng là được nếu khi nào mình thấy được cái ánh sáng đấy. Nhưng mà với thiền hơi thở thì không có cái sự mở rộng đâu. Đấy, mà mình chỉ hướng tâm xuống trái tim, mình thấy nó sáng rực lên, mình biết đây là tâm hữu phần, thấy không? Nhưng mà mình lại phải cần phải hiểu rằng là tâm hữu phần thì nó đang trú vào tự tướng và ánh hơi thở. Mà khi mà mình có ánh sáng rồi, mình có định mạnh rồi thì mình sẽ thấy cái hơi thở này nó cũng phát ra ánh sáng. Để mình sẽ thấy được cái sắc của hơi thở, cái sắc của tâm và cái sắc của hơi thở. Tâm nó tạo ra cái sắc do tâm sinh, cái sắc do tâm sinh sáng rực. Cái hơi thở nó cũng tạo ra cái sắc do tâm của mình thấy hơi thở, nó cũng tạo ra một cái nhóm sắc gọi là cái nimitta. Cái ánh sáng ở dưới tim đấy gọi là cái tâm hữu phần pavanga. Cái ánh sáng của hơi thở gọi là nimitta. Nimitta là tiếng Bali mà dịch ra tiếng Việt nó là đối tượng. Nimitta tức là đối tượng của tâm. Thế thì cái hơi thở, cái quang tướng của hơi thở là đối tượng của tâm, gọi là quang tướng. Bởi vì nó sáng rực thì gọi là quang tướng. Có chỗ gọi là tự tướng hay quang tướng cũng thế. Quang có nghĩa là ánh sáng, cái tướng nó sáng. Nó có thể thấy được cái nimitta này. Thì nếu khi mình nhìn xuống mà cái nimitta này nó chiếu xuống dưới tim thì lúc ấy là đạt thiền, mà nó không chiếu xuống thì chưa đạt thiền. Nhìn thấy mình phải phân biệt được tâm khác, nimitta khác. Nimitta nó chiếu sâu xuống vùng trái tim thì lúc đấy mới là hai cái đối tượng này bắt đầu nó đã có cái sự nhất tâm với nhau. Tâm của mình nó trú vào cái nimitta này, có cái sự nhất tâm này. Mình nhìn xuống dưới tâm mình thấy nimitta nó phản chiếu ở trong đó, thấy nimitta xuất hiện ở trong hữu phần thì lúc đấy nó đang thiền. Phân biệt tâm hữu phần như thế nào? Thiền đã chú tâm quan tướng 1 đến 2 giờ, rồi hướng tâm xuống vùng trái tim. Một dòng tâm sáng trục hướng đến mạnh mẽ, đó là tâm hữu phần. Thế nào là nimitta xuất hiện ở tâm hữu phần? Nimitta là một nhóm tổng hợp sắc của hơi thở, nó sáng chói ở gần điểm trục chạm. Khi hướng tâm xuống trái tim, thiền đã sẽ thấy nó phản chiếu sâu xuống dưới vùng ánh sáng của tâm hữu phần. Đó là nimitta xuất hiện ở trong tâm. Thực hành đến cái chỗ này thì mới hiểu được. Cần hướng tâm xuống trái tim bao lâu thì thấy nimitta xuất hiện? Chỉ xuống thời gian rất là ngắn, 1 giây hoặc 2 giây hoặc 3 giây, lâu nhất là 5 giây, chứ không được hướng trung tâm để tìm lâu. Hơi nhiễm xuống một cái thì hướng đến ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, đủ để thấy được nimitta xuất hiện ở tâm hữu phần. Quan sát nimitta xuất hiện ở tâm hữu phần để làm gì? Đây là lý do để hiểu cách phân biệt năng thiền chi. Đây là cái người mà quan sát cái nimitta xuất hiện trong tâm hữu phần để quan sát phân biệt năng thiền chi như thế nào. Tầm hướng và đặt tâm vào tự tướng, tự duy trì quan sát thấy tự tướng, thì thích thú với tự tướng, làm thỏa mãn dễ chịu với tự tướng, nhất tâm tâm đặt lại an trú trên tự tướng. Mỗi lần phân biệt một chi, khi đã thuần thục thì có thể phân biệt cả năm chi. Nhưng mà khi mình hướng tâm xuống đấy, mình mới thấy được tâm và bây giờ mình mới thấy được cái tâm nó hướng vào cái ánh sáng ấy, vào nimitta này, và mình mới ghi nhận được đây là thiền chỉ tâm.
Còn bình thường mình cứ nghĩ tâm ở trên đầu, tâm ở trên não, là mình không có thấy được cái phương tâm này. Để mình phải, lúc ấy mình hiểu xuống đấy, mình phải biết được cái ý của mình là ở cái trái tim mà nó hướng lên hơi thở. Hơi thở thì ngay ở trước mũi, trước mặt, và cái tâm nó hướng từ đó nó hướng lên. Và cái đấy mới là tập, nó bám sát cái hơi thở, để tự hướng, tự, nó thích thú, là hỉ, nó thỏa mãn, dễ chịu, là an trụ nặng nẽ, cái này nhất tâm. Khi mình hiểu được mấy cái này rồi thì hành thiền nó rất là dễ dàng. Hầu như là rất nhiều thiền sinh là sẽ gặp khó khăn, nhất là những người chưa có cái pháp học về vi diệu pháp, thì đến giai đoạn phân biệt năm thiền chi này thì họ không biết phân biệt thế nào. Ví dụ như là thiền sư hay dạy là quan sát cái thiền chi tập hướng và là tâm và tượng tướng, thì cái nhận thức của người, của đa số, nhất là của đa số những người bình thường ấy, không có cái pháp học về vi diệu pháp, mình cứ nghĩ là hướng tâm, có nghĩa là tâm của mình nó hướng vào đối tượng, giống như là bây giờ mình đang mở mắt, mình hướng vào một cái cảnh gì ở trước mắt ấy, là mình gọi đấy là hướng tâm. Thì cái sự hiểu như vậy là sai, và mình sẽ không bao giờ quan sát được điểm trị tâm. Hướng tâm không giống như vậy. Cứ nghĩ là cái tâm ở trên não này nó hướng vào chỗ nó, hướng vào chỗ kia, thì đấy là sự hiểu sai. Hướng tâm thì quý vị nó cần phải hiểu được tâm nó an trú ở đâu, nó an trú ở đâu. Và nếu mà nói là tâm nó an trú trên đầu, mình không bao giờ thấy được thiện trí. Và mình nó phải biết tâm nó an trú ở điểm tim. Vậy hướng có nghĩa là tâm hướng xuống hay là cái tâm nó hướng lên. Tâm nó ở đấy và nó hướng vào đâu? Nó hướng vào cái ánh sáng của hơi thở, gọi là nimitta. Vậy thì tâm nó ở tâm ở vị trí của tâm ở đâu và vị trí của nimitta ở đâu? Vậy thì vị trí của tâm nó phải nằm ở tim, vị trí của nimitta là hơi thở. Vậy nó hướng tâm là nó hướng ở dưới, nó hướng lên hay nó hướng ở trên, hướng xuống? Đúng không? Nó phải ở dưới, nó hướng lên. Nó phải ở tim, nó hướng lên trên mũi, trên hơi thở. Đấy mới là hướng tâm. Đấy mới là thiền chỉ tâm, hướng tâm tứ, là nó bám sát hay tự tướng không? Thì hiểu được mỗi cái tâm thì mấy cái kia nó hiểu ra được không? Khó nhất là hiểu được cái tâm. Phải làm cho cái người nào đấy mà học về thiền là phải hiểu ra được đúng vấn đề này. Đấy, khi đã hiểu ra được cái tâm rồi thì mấy cái tứ này nó được dễ. Thì làm cái nhất tâm nó cũng dễ. Hướng tâm. Nếu chưa đắc sơ thiền thì có phân biệt được năm thiền chi không? Nên là những người mà chưa đắc sơ thiền, nếu chưa đắc sơ thiền thì nimitta không phản chiếu rõ ràng dưới pavanga, và các thiền chi cũng yếu ớt, không mạnh mẽ. Đấy, cái sự hướng tâm là nó có một cái lòng tâm nó từ ở dưới nó hướng lên, nó rộn lên rất là mạnh, thì đấy là định mạnh. Còn khi mà mình hướng xuống, mình thấy cái nimitta nó vẫn ở trên trước mặt mà mình không thấy nó chiếu sâu ở dưới vùng tim, thì lúc đấy là do mình định còn yếu. Thì các thiền chi nó khi nó phản ngược lại nó thì nó rất là yếu và nó không rõ ràng, thì lúc đấy là thiền là cái định chưa mạnh, chưa đạt được an trì. Thì lúc đấy mình nên chú tâm và thực hành thiền tiếp. Còn nếu mà mình mà thấy được năm thiền chi rồi thì hẳn nên nhị thiền. Muốn nên nhị thiền thì phải làm sao đấy? Phải trải qua năm pháp thuần thục. Nếu một người muốn đạt được nhị thiền thì phải trải qua năm pháp thuần thục với sơ thiền, thuần thục nhập thiền, thuần thục suốt thiền, thuần thục quyết định thời gian nhập thiền, thuần thục quan sát thiền chi, thuần thục phản kháng các thiền chi. Đây là năm pháp thuần thục. Vì nó có thể nhập định bất cứ lúc nào. Mình có thể ngồi ngay pháp và mình nhập định được. Mình có thể ngồi bất cứ ở đâu, ngồi trên bàn nhập, ngồi trên ghế được, đứng ở giữa trời nhập định được, ngồi trên gốc cây nhập định được, ngồi thiền đường cũng nhập định được, đi ra ngoài chợ ngồi ngay giữa chợ cũng nhập thiền được, bất cứ chỗ nào, bất cứ ở đâu. Đấy là nhập thuần thục trong nhập thiền, đứng được, ngồi được, làm được, đi được. Đi thì thỉnh thoảng nhắm mắt lại nhập thiền. Mình có thể nhập trong chốc lát để lại xả ra. Còn nếu mình ngồi thì mình có thể nhập được liên tục. Còn những cái lúc khác, lúc mình đang đi mình có thể nhập trong lát được. Đứng có thể nhập được trong lúc mình đang đứng được. Đấy là thuần thục trong nhập thiền. Thuần thục trong suốt thiền. Muốn suốt thiền lúc nào cũng được, không có khó khăn. Mình
đang ý xuất thiền, cái là mình xuất thiền được. Thuần thục quyết định về thời gian nhập thiền, cái này là khó nhất. Trong mấy cái thuần thục này thì cái thuần thục thứ ba là khó nhất. Để mình tác ý, tôi sẽ nhập thiền 15 phút. Và mình phải hành cho nó thuần thục. Là mình nhập đúng 15 phút, mình xả ra, mình nhìn đồng hồ nhập có đúng không? À, rồi nếu mà không đúng mình phải làm đi làm đi làm. Sau đó đến 30 phút, đến 45 phút, đến 1 tiếng. Rồi 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 45 phút, 2 tiếng. Thì 2 tiếng cứ nên như vậy cho đến 3-4 tiếng. Nếu mà mình thuần thục thì nó cứ đúng đến giờ là tự tâm nó biết, tự tâm nó xuất hiện. Để mình nhập, mình có cái quyết định trước, ta sẽ nhập thiền 1 tiếng. Thì đúng 1 tiếng cái tâm nó sẽ xuất hiện. Nó xuất hiện, nó chỉ xuất hiện trong một chốc lát rất là ngắn ngủi thôi. Thế là tự động cái tâm mình nó biết, nó biết là hết giờ. Nhưng mà lúc đấy mình lại muốn, mình chưa muốn xả thiền, mình lại muốn là ngồi thêm tiếp. Thì lúc đấy mình lại tác ý tiếp, ngồi thêm 1 tiếng nữa. Thì nó lại ngồi tiếp, tức là nó chỉ xả thiền trong một cái tích tắc, một cái thời gian rất là ngắn thôi. Còn nếu mình mà muốn ngồi lại, vẫn chưa muốn ra khỏi thiền thì mình lại tác ý nhập ra thì nó lại nhập lại thiền tiếp. Nó lại trong một tích tắc cái nó lại nhập vào tầng thiền này. Thuần thục trong cái thời gian xuất thiền. Thuần thục quan sát các thiền chi, mỗi khi xuất thiền mình quan sát năm thiền chi. Phản kháng các thiền chi là mình quan sát các cái đặc tính của thiền chi. Ví dụ là mình thấy được thiền chi tầm và mình còn hiểu được các cái đặc tính của tầm. Tầm nó có cái đặc tính là nó hướng tâm, tứ nó có đặc tính là bám đối tượng, hỷ nó có đặc tính là thích thú, đạt nó có đặc tính là thoải mái, và nhất tâm nó có đặc tính là nặng nề. Thì những cái đấy là gọi là phản kháng các đặc tính của các chi thiền. Trải qua năm pháp thuần thục rồi, sau đó muốn lên mới có thể lên nhị thiền này. Nếu người nào mà chưa thuần thục cái năm cái pháp này mà nên nhị thiền thì cái người ấy nó bị tụt chân, nó bị tụt ở sơ thiền, giống như là con bò cái nó ở cái vùng núi quen rồi, những cái hơi nó xuống dưới đồng bằng, nó nhìn ra cái bãi ở xa xa có một cái đám cỏ non và nó nghĩ rằng là ta sẽ ra kia để ăn cái đám cỏ non, uống cái nước mát. Nhưng mà khi nó vừa mới bước chân xuống cái bãi đấy, nó không biết tránh những chỗ cần tránh, nó không biết đi những cái chỗ nào đáng đi, và nó sẽ bị tụt xuống cái bãi bùn đầy. Tụt xuống bãi bùn đầy rồi nó muốn trở lại, nó cũng không trở được, mà nó muốn tiến lên, nó không tiến được. Những cái người mà chưa thuần thục với sơ thiền mà đã lên nhị thiền thì cũng sẽ thế. Mình sẽ bị xa lầy ở giữa hai tầng thiền. Mình muốn trở lại sơ thiền cũng không trở lại được, mà mình muốn tiến lên nhị thiền không tiến được. Nên trong các tầng thiền, sơ thiền là quan trọng nhất, cần phải thực hành rất là thuần thục, rất là mạnh mẽ rồi mới có thể được lên nhị thiền. Thì lúc đấy tác ý nhằm chán đối với sơ thiền, đó là sơ thiền gần với năm chín cái, có hai thiền chi tầm tứ là thô thiền. Ở nhị thiền thì nhị nạp nhất tâm an tịnh hơn, nên tác ý từ bỏ tầm tứ để lên nhị thiền. Sau đó xuất khởi như sơ thiền tác ý như trên rồi nhập vào tầng tứ, thiền giả sẽ đắc được nhị thiền. Đấy là khi mình mà muốn chứng đắc được sơ thiền thì mình cần có cái điều kiện gì thì chứng đắc được sơ thiền. Mình cần nhàn chán cái gì? Bây giờ mình muốn đi hành thiền thì mình nhàn chán cái gì để mình hành thiền? Đó là mình phải biết là đi hành thiền có nhiều lợi ích. Đấy, còn mình năng sang ở bên ngoài, năng sang những cái công việc ở bên ngoài thì mình sẽ ở trong sinh tử mãi. Vậy thì mình phải nhàm chán đối với những cái bận rộn ở thế gian. Vậy thì mình sẽ thích thú đi hành thiền. Khi thích thú hành thiền rồi thì mình phải thích thú cái gì và nhàm chán cái gì? Đó là thích thú, mình ước muốn được chứng được sơ thiền, và mình phải nhàm chán đối với năm triệu cái. Khi mà mình tránh xa được cái ồn ào bên ngoài rồi, và cái tâm của mình nó vẫn chưa hẳn nó đã xa thân viễn ni, tức là trước tiên muốn đi hành thiền thì cái thân của mình nó phải nhàm chán với cảnh động, nó ưa thích cảnh tĩnh, thì nó sẽ tránh xa những nơi động và nó thích đến nơi tĩnh để nó hành thiền. Khi mà nó đến cảnh tĩnh rồi thì bây giờ cái tâm của mình bắt đầu nó cũng cần phải xa xa lìa năm triền cái, năm cái
tham dục sân hôn trầm thủy miên trầm ôn hoài nghi, thì mình phải tác ý nhàm chán đối với năm triển cái, ưa thích cái tâm định tĩnh. Thì lúc ấy mình sẽ, khi nào cái tâm nó nhàm chán đối với năm triển cái, nó sẽ đắc được sơ thiền. Còn nếu mà ngồi đấy mà cái tâm của mình nó còn ưa thích năm triển cái thì nó không đắc được sơ thiền. Và khi mà mình đã đắc được sơ thiền rồi, mình muốn vượt qua sơ thiền thì mình lại phải nhàm chán đối với cái sơ thiền này, và mình lại ưa thích cái nhị thiền. Đấy là mỗi một khi mình muốn có được một cái gì mình chưa có thì mình phải thích thú. Khi mà mình muốn mà vượt qua cái đấy, cái mà mình đã đạt được, thì mình đã phải thấy được cái nỗi lầm, thấy được cái bất lợi của nó, mình nhàm chán nó, rồi mình mới vượt lên được cái cao hơn. Và nếu mà mình thích thú một cái gì đó, khi mình đạt được rồi, mình lại hoan hỉ, mình chấp nhận, mình an phận, mình không có cái tâm cầu tiến, thì mình sẽ không thể tiến lên được. Cho nên là lúc đầu mình phải thích, sau đó mình muốn lên nữa thì mình phải chán, xong rồi lại thích, xong rồi lại chán, xong rồi lại thích, chán. Đấy là cái sự mà mình muốn tiến bộ nó phải thế. Đầu tiên ví dụ như là muốn đi học đạo, mình cần phải thích pháp học. Đấy, sau đó mình ta nghĩ là pháp học này chẳng đi đến giải thoát, xong bắt đầu mình khởi tâm chán, mình thích đi hành thiền, nhàm chán cái động, mình ưa thích cái tĩnh, xong rồi mình mới nhàm chán cái năm chín cái, mình ưa thích cái tâm định tĩnh khi nó phát triển được cái định tĩnh của sơ thiền rồi, thì mình lại phải nhàm chán đối với cái sơ thiền đấy. Nên là mình tác ý là ở sơ thiền này có cái thiền chi tầm tứ nên nó rất là thô, nên nhị thiền thì sẽ an tịnh hơn. Vậy mình ước muốn nên nhị thiền, vậy mình tác ý từ bỏ hai cái thiền chi tầm tứ đấy, vậy là nó sẽ nên được nhị thiền. Cái giờ để muốn lên tam thiền thì phải làm sao? Thì phải chán cái gì? Chán cái hỉ của nhị thiền, mình phải chán đúng cái bệnh của nó. Ví dụ ở nhị thiền thì có cái thiền chi hỉ nó rất là dao động, cho nên là mình phải nhàm chán cái thiền chi hỉ này thì mình mới nên được tam thiền, thực hành năm pháp thuần thục với nhị thiền, xuất thân nhị thiền quen thuộc, tạo ý đến cái bất lợi của nhị thiền là gần với sơ thiền, có thiền chi hỉ dao động thô thiền, từ tam thiền đạt nhất tâm an tịnh hơn. Mình tác ý từ bỏ nhị thiền tam thiền, nhập lại tự tướng trở lại thiền giả sẽ đắc tam thiền, sẽ nên được tam thiền. Muốn nên tứ thiền thì phải làm sao? Nhàm chán cái gì của tam thiền? Nhàm chán cái nạn của tam thiền. Sau khi đã thực hành năm pháp thuần thuộc với tam thiền, suốt gọi tam thiền quen thuộc, đáp ý những cái bất lợi của tam thiền, đó là ở gần nhị thiền, tam thiền nó gần với nhị thiền, và nó có thiền chi nạc là dao động thu thiền. Ở tứ thiền xa với nhất tâm an tịnh hơn, tác ý từ bỏ nạc để nên tứ thiền, nhập vào tự tướng trở nạc thiền giả sẽ đắc tứ thiền. Đấy là mình luôn luôn có cái ước muốn lên cái cao hơn, mình nhàm chán cái thấp thì nó sẽ lên cái cao. Như bây giờ đi làm này, đầu tiên bác sao có cái công việc làm mỗi tháng được 5 triệu à? Xong rồi sau mình tăng ý là tháng 5 triệu ít quá, chán quá. Giờ làm sao mình làm ra một tháng được 10 triệu à? Thế làm một thời gian là mình phải 10 triệu ít quá, giờ phải làm đâu được 15 triệu. Và cứ như vậy dần dần mới có thu nhập cao. Chứ mình cứ an phận 5 triệu với mình là tốt rồi, mình cứ an phận như vậy làm sao giàu được à? Đi làm có vậy không? Đi làm có vậy thế không? Ai mà muốn giàu thì nó phải thấy mình chưa có, mình phải thích, chưa có rồi mình phải chán. Và mình an phận, chấp nhận thì là mình sẽ an phận đã, không tiến lên được. Sau khi đức đắc tứ thiền rồi thì nên hành thiền gì tiếp theo? Đắc tứ thiền rồi thì có thiền tiếp theo là quán ba hai định trưởng, rồi lần lượt thực hành hết tất cả 40 đề mục thiền, muốn hiện thêm thiền đắc lộ thành tịnh đại. Tại sao phải hành ba hai định trưởng trước? Bởi vì hành ba hai định trưởng thiền giả sẽ hành được 4 ca si ná màu.
Kasina trắng từ màu trắng của xương, Kasina vàng từ màu vàng của nước tiểu, Kasina màu đen từ màu đen của tóc, Kasina đỏ từ màu đỏ của máu. Nên là cái lợi ích về cái hành về 32 thuyền trưởng, tóc nóng bóng, tóc da thịt gợn, xương tùy thân thì là nét của đột mềm này. Đầu tiên là cái học thuộc lòng 32 thuyền trưởng đấy. Đầu tiên là cứ phải học thuộc lòng từ 1 đến 5, xong đi ngược lại từ 5 đến 1. Tóc nóng bóng tăng da thì ngược lại ra làm sao? Tóc nóng bóng tăng da, bây giờ ngược lại là làm sao? Làm sao? Da răng gì? Móng nóng tóc. Thì bây giờ phải cứ học đi học lại như thế, học thuộc, học xuôi học ngược như thế. Tóc nóng bóng tăng da, xong lại da răng, móng nóng tóc, móng da răng, móng nóng tóc. Cứ như vậy học đi học lại cho nó thuộc. Thì mới hành được 32 thị trường ấy. Ngày xưa có ba có các cái vị mà đã thuộc lòng tam tạng, có một số vị tỳ kheo đã là những cái vị tam tạng pháp sư thuộc lòng cả ba tạng kinh rồi. Tôi không tìm đến vị thiền sư xin một đề mục thiền, vị thiền sư đấy cho các cái vị tam tạng này một cái đề mục thiền 32 thị trường, và trong 4 tháng hạn bị các cái vị này chỉ cần học thuộc lòng xuôi, học ngược học xuôi từ 1 đến 5, thì từ 5 đến 1, từ 1 đến 10, từ 10 đến 1, từ 1 đến 15, từ 15 đến 1, từ 1 đến 20, từ 20 ngược lại 1. Cứ phải học đi học lại như thế suốt trong 4 tháng. Sau đó mới khởi sự tu tập. Thì các cái vị này học thuộc lòng xong cái là chứng được sơ quả dự ni luôn. Xong khi mà hành xong 32 thể trược, hành đấy 32 thể trược đấy là nền tảng quán danh sắc. Phân biệt cái tam tướng vô thường khổ vô ngã thì các vị đều chứng quả là hán hết. Ba hai thì trực các sẽ thấy. Thế nên khi mà một người mà bắt đầu đi xuất gia là bao giờ cũng phải hành ba hai thì trực. À, trong cái lúc cạo đầu, trong lúc cạo đầu là phải đọc tóc nông móng trong da, xong là da răng, da răng móng nông tóc, cứ đọc xuôi đọc ngược, đọc ngược đọc xuôi như vậy. Thì cái đọc như vậy ấy, là để cho cái vị nào mà có đủ ba la mật rồi thì là trong cái lúc cạo đầu vị đó chỉ cần đọc đến 32 thể trược cái là vị đó đắc được đạo quả, đắc đạo quả. Mà cái này là trường hợp này là của tôn giả gì biết không, cái vị gì mà ôm mình ba, cái vị gì mà tài đọc đệ nhất ấy, Sivani. Cái vị Sivani này thì nằm ở trong bụng mẹ suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày mới sinh ra được. Người mẹ phải mang thai suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày mình mới sinh ra đời. Thì vừa mới sinh ra đời thì cậu bé này đã trở thành một đứa bé 7 tuổi rồi. Trong bụng mẹ 7 năm mà nên ra đời cái nó tự động khôn lớn rất là nhanh. Đến ngày thứ 7 là thành một đứa bé 7 tuổi. Nhưng người mẹ mới mời ngày sáng lễ Phật đến thì cúng dường trai tăng, trai tăng suốt một tuần. Đến ngày thứ 7 thì là cái đứa bé này nó mới xin đi xuất gia. Thì mẹ cho đi xuất gia là người mẹ đồng ý. Thì ngày sáng lễ Phật cho xuất gia và dạy là hãy quán. Bây giờ con thấy cái gì ở trong bụng mẹ 7 năm là có khổ hay vui, mà không còn cái gì khổ hơn. Vậy bây giờ con hãy quán cái khổ của cái sự sinh ra trên cõi trần này. Và lúc đấy người ta lại Phật cạo đầu cho. Nhát dao thứ nhất chứng được sơ quả dự ni, nhát dao thứ hai chứng được nhị quả, nhát dao thứ ba là chứng được tam quả, cạo đầu xong là chứng được tứ quả. Cạo đầu xong một đứa bé 7 tuổi vừa mới sinh ra được 7 ngày chứng được quả A-la-hán luôn. Đó là tuần là Simani đấy. Simani tài đọc đỉnh nhá. Rất nhiều người nữa, rất nhiều các những người mà trong cái lúc cạo đầu là sẽ chứng được đạo quả do niệm 32 thể trược đấy. Còn 32 thể trược nếu mà cái ba la mật nó đầy đủ thì tự động cái danh sắc nó sinh lên, nó diệt đi và vì nó chứng ngộ được pháp. Cũng giống như là có những người mà đủ ba la mật người ta nghe pháp xong người ta ngộ đạo. Có những người thì còn thiếu một cái ba la mật nó xuất ra. Bây giờ cạo đầu xuất ra cái là xong, đủ luôn. Còn bây giờ muốn hành thiền để
để đắc được thần thông thì sao? Muốn tập thiền, muốn tập thần thông thì phải hành thiền gì? Phải hành 10 căn sinh đa, phải hành 8 thiền chứng của 10 căn sinh đa. Phải hành cái này thì mình đắc được thần thông. Thực hành 14 pháp tuần thục trong thanh tịnh đạo dạy về cái này. 8 thiền chứng của 10 căn sinh đa và 14 pháp tuần thục thì phát triển được thần thông. Nhưng mà thời ngày xưa thì phát triển năm cái loại thần thông rất là đơn giản. Nhưng mà thời bây giờ con người nó yếu kém đi đấy. Cho nên là thực hành cái pháp thần thông bây giờ nó không còn hoàn hảo như thời xưa được nữa. Bây giờ chỉ còn được một số pháp thần thông dễ nhất thì vẫn còn được lưu truyền, vẫn còn được giảng dạy, vẫn còn được hướng dẫn. Còn những cái pháp thần thông mà khó là bây giờ còn rất ít người còn thực hành được. Muốn thực hành thiền tuệ thì phải là về hành thiền gì? Thiền gì là thiền tuệ? Thiền tuệ là phân biệt danh sắc chân đế. Nếu phân biệt danh trước thì phải nhập vào các thần thiền, rồi xuất ra và phân biệt các tâm hành của nó. Và phải học cái bảng danh và phải có sự hướng dẫn của thiền sư thì mới hành được thiền tuệ. Thiền tuệ nó rất là khó. Đấy là thực hành danh, phân biệt danh tâm ấy, phân biệt tâm gọi là danh, có nghĩa là tâm. Nếu mà phân biệt sắc thì phải hành thiền tứ đại, phải học 28 loại sắc mà phải có sự hướng dẫn, có sự hướng dẫn của thiền sư mới hành được thiền phân biệt danh sắc. Là một cái pháp rất là thâm sâu, những cái pháp chân đế. Những người tự thực hành, tôi đi vào trong rừng tôi ẩn cư tôi tu luyện. Thì cái vị đấy có thể thực hành được một số pháp thiền định. Có những vị tự tu mà vẫn có thể chứng được một số